chạy đi. Ủa bà bị gì ạ? Bà bị nó hai. Không bị gì đâu. Hai bà bị nó chặt cái để tao kìm ngồi đó. Rồi MC giới thiệu coi, MC Lavi giới thiệu hôm nay là ngày gì coi. Là sinh nhật hai bé cô cao cô ấy, sinh nhật bà nội. Giờ nói lại coi, rồi chào mừng các bạn coi. À, sinh nhật bà nội với lại hai bé Coca Cola. Rồi. Để tay xuống. Rồi giới thiệu coi, lại giới thiệu coi là con là gì, giới thiệu bà này là bà gì nè. Cái bà đang ngồi nè. Đây là đây nè. Bà Tư. Đây là giới thiệu đây nè, cái này là gì đây? Con nói giống như con đang là một MC con chứ. À, chứ bà nội. À, bà nội là. Bà nội, cái này là ai dán đây? Con nói coi. Là mẹ dán. Ờ, ba chị em hồi tối công ai làm gì kể vô. Đây, bột tặng cho hai đứa ăn cho nó mau lớn nè. Nha. Chưa đứng chụp hình coi chưa mà đứng vô. Đứng vô luôn rồi bà Tư đứng vô coi. Rồi. Nhìn nhìn đây hai đứa nhìn đây, bà nội nhìn đây luôn. Coca Cola nhìn đây, chú bà nè nhìn đây. Vô đây rồi đứng vô. Vô mấy đứa mít đi. Dạ. Ê, có thằng mùi gà không? Bên đây nè, đứng nè. Rồi, không thấy buồn, đứng xích ra. Có mùi gà không? Rồi, nhìn nha, nhìn nè, Úc nhìn đây nè, Úc ơi. Coca, không có liếc, Coca nhìn thẳng đây nè. Ờ, bà nói nhìn nè, bà nói ơi. Rồi, nói gì nói đi. Bà tặng cho bà ngoại nè. Đeo cho bà nội, đeo cho bà ngoại luôn đi. Phải khui hàng đó đi. Rồi, ai tặng gì nói luôn. Cái này là tặng quà sinh nhật cho bé nè. Tặng cho sinh của con giữ đi. Tặng cho sinh nhật của bé nè. Bé đây hưởng sái nè. Rồi. Cô Lavi tặng quà, ba chị em tặng quà cho nội rồi. Nói nội sao đi. Đây. Nốt năm trước đi. Chưa từ từ. Bé không lâu trăm tuổi. Cái này của cậu ba với lại Út Ngân nha. Rồi của nội kìa, rồi của tụi con vậy là mình mở ra đây cho nội luôn đi. Rồi, bánh nước đây đã. Đó cái hộp kia bỏ ra rồi lấy hộp kia. Ủa mở xong rồi chưa? Từ từ không kéo cái đấy. À biết mở không? Rồi. Cầm. Đại anh ba. Ba chị biết chữ à. Rồi. Rồi. Con nói gì coi con tặng ai tặng gì rồi chúc cho bà nội sinh nhật vui vẻ mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi. Rồi lại ngồi nè bà nội tặng Coca Cola. Dạ cảm ơn bà nội. Rồi bên ai cầm tôi coi lỡ tôi tặng cho tôi nó coi. Rồi cầm cái này đó. Cầm đây nè cầm lại. Thiếu thì đưa khỏi bằng bao đi. Khỏi bằng bao một tố. Nè bà nội tặng mày. Mày không biết ai hết. Thôi còn nhiêu tặng. Chết là tay vào. Ai thích thì lẻ rồi. Bấm cái quạt lên nha. Cái nút giữa bên đây. Rồi nè, chưa nè. Đâu rồi Coca Cola đâu của chú ba nè. Này Coca Cola nè. Con có cái đó rồi con trả lại cho bà ngoại đi. Đây đâu. Hôm nay cái nút bấm cái chụp hình, cái nút chụp hình thấy không? Đứng vô có cái nút này hình nè. Chụp quá dù chụp quay chút xíu thôi. Đây nè. Đây chú ba nè. Đây, chụp đứng vô chụp vô coi. Đứng vô. Đây, má đứng vô má. Hai quay qua luôn. Nhìn nha. Rồi, chụp. Từ đứng vô luôn, đủ không? Từ đây, vô cả nhà, cả dưới. Ủa, bà đứng gì
kỳ á, ở đứng mấy bên kia chữ đẹp. Qua đây, qua rồi, đó, bạn qua sinh nhật nội kìa. Đó, qua bên kia. Rồi, Út này nó lừa là. Kéo. Rồi. Rồi, được rồi. Một hồi phải giờ nó đi chứ. Rồi, để nó làm sao mình đứng. Đây ông gia đình ông vô tự xử đây. Rồi mày vô đây tao chụp cho. Rồi, nhìn lên đây. Nhìn đây, trời coi bé ngáp mà. Nhìn nè, 2, 3. Tư nhìn lên. Rồi, gặp tiền thôi. Rồi, ok. Cái bánh kem. Cái bánh kem rồi hả? Chưa, từ con cái. Tụi nó là, giờ là tụi nó chỉ còn cái đó thôi, tụi nó tự tự. Mà dễ bá lót này luôn ha. Dễ bá lót luôn ha. Đây, thầy Sáu. Thầy Sáu đưa cái nhẫn lên coi. Cái này có la bì đưa đó hả? Đây tặng đó hả? Rồi. Cái này là bà Út nè. Bà Tư nè. Bà Buôn nè. Người đẹp. Rồi ăn đi rồi chút ăn đó. Chụp hình giùm tụi nó với ổ bánh với chữ tụi nó đồn chị rồi má bên kia đi con. Nhìn đây Coca-Cola hai đứa nhìn đi luôn rồi. Rồi cắt đi. Hai chị em cùng cắt con. Rồi đưa tay vô. Rồi cầu nguyện gì đi. Không cầu nguyện gì hết chú ba. Rồi hai chị em quẹt cái bánh kem vô mặt ra. Quẹt coi. Mẹ coi. Rồi nhìn đây coi. Món ăn ngày hôm nay. Đây dĩa được rồi, ngồi hết rồi đưa xuống để cho đi. Bé nha, xúc xích. Rồi, chả, cái giò. Ăn ba ngày xong rồi. Rồi. Cơm chiên chân trâu. Gỏi. Gỏi. Thôi con. Gỏi cái gì? Gỏi gà mắm cụt. Gỏi gà mắm cụt. Gỏi gà mắm cụt. Ủa cái dĩa. Có món cháo thôi nè, cháo gì? Cháo gà hả? Cháo gà. Đây. Hai dĩa được rồi, góp cho chị nữa, ăn hết được á. Không có, em hai dĩa đâu. Có dĩa à? Em trộn lại. Dĩa đó chưa trộn hả con? Dĩa đó chưa trộn rồi. Rồi mày gấp ra đi rồi mày trộn. Không, vậy là dĩa đang trộn á, tại vì nãy dĩa cúng nè. Dĩa đâu mà sao nè. Dĩa nào cũng chưa trộn hết á, chỉ có trộn rồi á. Bữa nãy nó múc nó khô nó thấy. Xuống ăn. Tụi con qua đầu bên kia kìa. Em bé qua đầu bên kia kìa con. Bé cậu đây.
ai cái đó cũng khấn. À, sao có đứng ngoài đây cả bà Sáu? Đó, vậy đó. Đứng chỗ quá, đứng chỗ quá, đứng chỗ quá. À, nhìn đây nè bà Sáu. À, đứng chỗ quá. Cười cười coi má. Cười cái coi má. Cái gì? Bà giữa cái má, đi vô giữa cái chụp hình cái. Không, đứng đứng chỗ giữa, không, đi vô chỗ tư. Tư ngồi bình thường đi. Rồi 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 rồi, đứng đây cái đứng nhiều. Rồi đó đi. Rồi đứng đây rồi. Rồi. Thằng mày cũng vậy. Qua đây đi cho mấy đi. Rồi rồi rồi. Ngân chụp tao tấm hình cho Ngân. Đứng đây nè. Là mình cứ quay bình thường là tao vô mình bà bấm chụp tao với mình sao. Rồi nó xúc giúp cô Tư. Rồi nó loại cái này nó này trước nó thấy đẹp quá. Rồi rồi được rồi. Là lấy con lửa thôi á. Rồi đúng rồi, ở trên coi. Coi lên con bà ngoại. Rồi. Rồi. Rồi đây. Món ngon chết đi. Cái này đây. Cái lửa này. À bà Sáu xin như lấy cái cầu quẩn miếng sức mật sinh nhật bà Sáu. Cái bị bắt ra rồi. Rồi. Này có không nè. Ngồi đi, bà lấy. Rồi, bà lấy. Rồi, bà lấy. Lấy tương cà cho em con. Con chỗ ba để ba lấy tương cà lên con. Thì đem đổ tổ mình nó ngồi nãy xin ra cho má chứ nó tư ngồi động như vậy thoải mái chứ có gì đâu thoải mái má động còn thiệt còn rộng rãi mà có gì đâu tính đâu đứng qua đây đi áo giúp nha. Đây bốn nhân vật gì đây đó chiều ra nó ngồi ăn luôn cái cặp nhỏ còn nếu hai nhân vật nữa hai em cái bụng bụng ăn lên bụng ăn súp đi nè ba lần cho giao lên miếng súp đi nè các anh Sáu còn nấu nồi cháo chút vô có một còn hai bịch tại vì mất vô nhậu ngày tới thăm người rồi rốt cuộc rồi nhà trong đó là hai người rốt cuộc đi có một người nhà này tới ba người có một người rồi đó mời chị mời sinh nhật ngày hôm nay sinh nhật của con với bà ba. Mô bà kia đó. Hôm nay ăn xong đi chút con muốn cắt miếng to hay miếng nhỏ. Vậy mà hồi nãy cậu ba nói là sinh nhật bà ngoại. Miếng to. Nó nói rồi. Từ từ đẩy cái kia vô cho gì sáng ngồi từ đẩy cái đó vô. Đẩy cái gì đó. Cái dĩa kia vô. Chúc mừng sinh nhật bà. Ăn đi, má với Út Tư ăn đi. Chúc mừng sinh nhật chị. Mời cả nhà luôn, mời cả nhà. Chúc chị sinh nhật vui khỏe. Mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Phước vui đông hải, thọ thủy tam sơn. Thằng giấy hay thằng ướt gì con cầm lên đây luôn. Chúc cả nhà ngon miệng. Trời, chúc này ngon quá. Rồi ăn nha, không quay nữa nha. Nó bụng rồi.